Xin kính chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một mã đồng hồ của Orient. Quý vị có thể thấy được là trên cái logo của cái hộp cái đồng hồ này, và đồng hồ này là một cái đồng hồ mặt đỏ rất là đẹp và có chữ Made in Japan đấy. Thì trước hết thì em xin giới thiệu đến quý vị và cô chú anh chị là cái số Zalo của Viết Phú là số điện thoại đầu số Nhật Bản cộng 81 và số 0806817 3970. Khi quý vị anh chị cô chú tìm trên Zalo thì nhớ chọn số điện thoại đầu số Nhật Bản cộng 81 nhé. Vì nhiều anh chị có bảo là anh tìm số điện thoại của em không được. Nhưng mà thì vì tìm bằng số điện thoại cộng 84 thì nó không ra được, vì số điện thoại của em đang ở bên Nhật thì em dùng số điện thoại của Nhật và Zalo ở Nhật cho quý vị nhé. Thì ngoài ra thì em cũng có nhận một số cái sản phẩm khác như là sữa, rồi sữa trẻ con, sữa bầu, bì, sữa người lớn, sữa người già. Các sản phẩm như thuốc canxi bổ sung này, thuốc xương khớp này, rồi thuốc dầu xoa bóp các thứ. Em có nhận hết các sản phẩm ở bên Nhật này quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm vẫn chuyên dùng, vẫn chuyên làm như là laptop và loa đài cũng đồng hồ, thì các sản phẩm khác về nhu cầu về sức khỏe, các thực phẩm chức năng, thuốc, và ngoài ra các cái sản phẩm khác thì em vẫn nhận nha quý vị nhé. Thì sau đây em xin đi vào cái sản phẩm của ngày hôm nay, một cái đồng hồ Orient rất là đẹp. Ngày hôm nay một cái sản phẩm của màu đỏ mặt rất là đẹp và có chữ Made in Japan rất là to ở đây rồi. Thì nhiều anh chị có vào xem video của em có comment là sao không bảo là nó sản xuất ở đâu. Thì xin thưa quý anh chị cô chú là khi đăng các sản phẩm lên thì em đều có thông tin nó là Made in ở đâu, Made in Japan hoặc là Japan Movement hoặc là đồng hồ Thụy Sĩ thì là Swiss Made hay là Swiss Movement, thì nghĩa là máy của Thụy Sĩ nhưng mà lắp ráp chỗ khác, nó lắp ở nước khác thì có cơ đấy. Thì Made in Japan thì chắc chắn là nó là sản xuất tại Japan rồi, sản xuất tại Nhật rồi, không có thể nào là Made in Japan mà sản xuất tại Việt Nam, sản xuất tại Trung Quốc được. Thì em xin bỏ đây, và đây là có cái hộp của nó, thì có đây là trong này là có cái thông số của thông tin của cái sản phẩm này. Seiko Epson này. Vẫn là cái logo ở cái thương hiệu quen thuộc của cái tập đoàn Seiko Epson, tập xa sẽ tạo ra cái đồng hồ của Orient và đồng hồ của Seiko hết. Đây là cái phiếu bảo hành của sản phẩm này của Orient, thì bảo hành cái này thì nó có ghi là chỉ áp dụng cho thị trường Nhật Bản nha quý vị nhé, áp dụng là một bảo hành 1 năm cho thị trường Nhật Bản. Thì đây thì em sẽ đi vào chi tiết của cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này thì có mã là Orient Neo 70S nha quý vị nhé. Và có mã cụ thể là VKV0481TT. Đấy. Đấy. Này nó hơi loáng chút. Bóng đẹp. Thì sản phẩm này là một sản phẩm của máy COT của Nhật Bản nha quý vị nhé. COT nhé. Đây thì về cái mặt kích thước của nó. Kích thước của nó thì sản phẩm này có kích thước của cái kết bên ngoài thì nó là 43 mm nha quý vị. Về độ dày nó là 12 mm. Quý vị có thể thấy được là từ đây nhìn xuống cái kính của nó rất là đẹp. Và ở cái sản phẩm này thì có khả năng chống nước lên tới 100 m nha quý vị nha. Ở độ sâu 100 m thì quý vị có thể bơi lặn thì 100 m thì thoải mái. Và cái giá của sản phẩm này ấy, thì hiện tại đang niêm yết tại thị trường Nhật Bản là 4,9, tương đương khoảng tầm 4,9 triệu Việt Nam đồng là giá niêm yết tại Nhật Bản. Tuy nhiên khi mà quý vị mua hàng trong dịp này thì đang có sale từ bên hãng Orient, thì có thể là do dịch bệnh, do nhiều yếu tố mà họ sale nhiều. Thì giá của sản phẩm này về đến Việt Nam là đã bao gồm cước phí vận chuyển thì nó là rơi vào 3,2 triệu đồng nha quý vị nhé. 3,2 triệu đồng là giá đã bao gồm cước phí vận chuyển về Việt Nam. Quý vị nhận hàng thì gửi bưu điện thì nó sẽ rơi tầm vài ba chục, ba bốn chục gì đó tiền cước bưu điện đối với một cái hộp đồng hồ nhỏ như thế này.
Còn nếu quý vị đến kho lấy thì sẽ không phát sinh gì tiền thêm nữa nhé. Vì cái bên kho công ty vận chuyển thì người ta sẽ gửi hàng giúp em thôi. Em thì không không có thu cái tiền cước bưu điện đấy vì bưu điện em không liên quan. Thì ở trên cái mặt đồng hồ này thì có một cái phần ngày tháng ở đây. Ở đây có chữ bằng Japan nhỏ ở chỗ này và có ba cái đồng hồ con này thì quý vị ấn vào hai nút hai bên này thì nó có chạy các cái kim này. Đấy. Đấy, ấn dừng. Phía sau này, sau của cái sản phẩm này thì có logo của Orient, của Epson, có ghi là thép không gỉ và water resistant, made in Japan nha quý vị nhé. Và sản phẩm này thì được làm bằng thép không gỉ. Sau quai thì cũng là quai bằng làm bằng thép không gỉ cho quý vị nhé. Ở đây thì các cái nút ở các cái giờ thì đều có bằng đá phản quang thì quý vị xem giờ vào ban đêm thì nó rất là tiện là trên kim giờ phút giây và các cái đá dính đính ở cái các giờ thì đều là đá phản quang quý vị nhé. Quý vị có thể xem giờ vào ban đêm một cách thoải mái. Đây thì em xin nhắc lại là cái sản phẩm này đang giá niêm yết là 4 triệu 900 nghìn đồng tại Nhật Bản. Nếu quý vị mua hàng qua Việt Phú thì sẽ về đến Việt Nam cái sản phẩm này sẽ là 3 triệu 2 Việt Nam đồng quý vị nhé. Ngoài ra thì các cái sản phẩm em có niêm yết ở trên cái trang Facebook bán hàng của em Việt Phú hàng Nhật nội địa đấy, thì đây là cái link sản phẩm em để ở phần bên dưới và cái hình ảnh của cái sản phẩm đây em sẽ để đấy cho quý vị có thể là cùng tham khảo các cái mẫu đồng hồ đang trên này rất là nhiều, các mẫu đồng hồ giảm giá từ đồng hồ Thụy Sĩ cho đến đồng hồ Nhật Bản hoặc là các đồng hồ dành cho thị trường quốc tế rất là nhiều, rất là rẻ. Đó thì em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi và ủng hộ kênh của Việt Phú. Em xin chân thành hẹn gặp lại trong các video lần sau.